Đấy, sau đây mình sẽ vận hành cái bàn nâng điện này, mình sẽ báo anh kỹ thuật đi lên trên vận hành ở trên. Về phần dưới này mình sẽ chuyển cái công tắc điện này sang bên trái là dành cho người ở trên này. Đấy, trên đây nó sẽ có một cái bảng điều khiển. Ok, đây chính là chiều cao nâng 4 mét của cái bàn nâng này, nhìn rất là cao. 4 mét thiết kế cái bàn nhỏ này sẽ sử dụng là 4 chữ X. Nhưng mà cái bàn to kích thước 1m8 đi nhân 1 mét thì sẽ sử dụng 3 chữ X. Anh xuống đi. Đây các bạn có thể thấy nâng hạ rất là êm.